Messi tỏa sáng giúp PSG lội ngược dòng. Trong ngày vắng cả Neymar lẫn Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Toulouse nhờ công của Lionel Messi vào rạng sáng ngày 5 tháng 2 giờ Hà Nội. Siêu sao người Argentina để lại dấu ấn với tình huống dứt điểm bên ngoài vùng cấm ở phút 58, ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG trước Toulouse tại vòng 22 Ligue 1. Messi được Hu So chấm tới 9,3 điểm và trở thành cái tên chơi hay nhất trận. Không có Neymar lẫn Kylian Mbappe trong đội hình vì chấn thương, nhà đương kim vô địch nước Pháp gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Toulouse, đội đang sở hữu phong độ cao. Đúng như dự đoán, Branko Van Den Boomen mở tỷ số cho đội khách ở phút 20 sau một pha sút phạt đẹp mắt. Achraf Hakimi gỡ hòa cho PSG ở phút 38 sau đội chủ nhà nhiều thời điểm chơi bế tắc trước Toulouse. Đội khách bất bại trong 7 trận liên tiếp trước đó trên mọi đấu trường và trình diễn lối chơi ấn tượng trên sân PSG. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Messi thay đổi trận đấu. Từ tình huống bóng bật ra ngoài vùng cấm, Messi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng từ ngoài vùng cấm thứ 39 của Messi trong 5 mùa giải gần nhất. Không cầu thủ trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn từ ngoài khu vực 16. 5M như Messi. Kevin De Bruyne, người xếp thứ 2 sau Leo, chỉ ghi được 19 bàn. Messi cũng thực hiện 8 pha rơi bóng, 6 lần thành công, có 7 đường chuyền quyết định và 6 lần tạo cơ hội cho các đồng đội. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên có ít nhất 6 lần tạo cơ hội và 6 lần rơi bóng thành công trong một trận đấu thuộc top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này. Nếu may mắn hơn, Messi đã có thể lập cú đúp sau pha solo giữa hàng thủ Toulouse cuối trận. Cú dứt điểm cuối cùng của siêu sao 35 tuổi sau đó lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Nhà vô địch World Cup 2022 đã có 10 bàn và 10 kiến tạo sau 18 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này. Tính trên mọi đấu trường, Messi đã có 15 bàn và 14 kiến tạo chỉ sau 24 lần ra sân cho PSG. Với phong độ cao như hiện tại, Messi được kỳ vọng giúp PSG thi đấu tốt ở Champions League sắp tới. Câu lạc bộ thủ đô Paris sẽ chạm trán Bayern Munich tại vòng 16 đội trong bối cảnh nhiều khả năng vắng cả Mbappe lẫn Neymar vì chấn thương. 3 điểm có được trước Toulouse giúp PSG tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Ligue 1 với 8 điểm hơn đội xếp thứ 2 Marseille. Nhưng câu lạc bộ thủ đô Paris chơi nhiều hơn đối thủ một trận.